Nhìn thích không? Nhổ tóc bạc cho bác Quân đi. Tóc này. À, đang ngứa ở bên này quá đấy à? Ngứa đây này. Ngứa đâu rồi? Làm gì đây? Tóc ngọt lắm à? Ngon quá. Tóc ngon lắm à? Không được làm thế. Kệ Min, đừng có xoa đầu Min. Cho Min cắn tóc bác Quân à? Mấy? Min uống sữa cho Min. Min uống rồi. Bên trong có con chín nít. Vư vẩn. Ây ôi. Ác chi thế này à? Ốm rồi anh nhỉ? Đây, xuống đây. Cái này chắc phải bôi thuốc cho nó cho mày hết ngứa đấy. Chứ chắc muối đốt thôi con này. Đây có một sẹo này. Chỗ mà chỗ nhiều lông sao không bị nhỉ? Đúng bị chỗ kia hay là nó bị sao tự nhiên rụng? Chỗ này nhãn rồi. Nhãn rồi. Đây chỗ này cũng bị này. Nó bên nốt ngứa. Nốt ngứa xong nó rụng lông. Thế kiểu khi là bị đốt ngứa xong nó đẩy vào cái mấy cái khung sườn ấy. Nhưng mà nó lại rụng đều thế. Hai bên đều rụng này. Hôm nay ngoan thì. Ngoan thế. Không cắn người à? Ngoan không phải cắn người. Ngoan thì không cắn người à? Tránh không bị em ấy. Đây này. Rồi. Con này tránh ấy. Có con bọ nó không à? Con này tránh ra bên kia đi. Có đâu. Min làm gì có bọ nhỉ. Ốm rồi đấy, con mặc áo ấm vào đi. Này. Có. Trên bụng rồi. Xem bụng em, có con nào không? Thích chưa? Cái này nó chặt à hả? Không, bình thường rồi. Nó chặt. Chặt thì nới cái dây này ra này. Nới thế nào? Kéo cái này ra này. Rút nó. Rút ở đâu? Thì cứ rút nó chiều. Kéo cái này lên ra bên này. Kéo cái đen cái sắt xuống. Thật không ấy? Đùa đâu. Này, rút thế nào? Tay cầm sắt, tay cầm cái này kéo ngược lại. Cái kia rút vào rồi, ra ngược mà, ngược ra ngoài mà. Nhưng mà cái bên này nó khóa mà. Khóa đâu mà khóa. Thế này. Đâu mà không khóa đâu mà. Mở lại chứ mà. Không khóa đâu, cứ rút kiểu đấy là nó ra hết. Lui ra một tí nào. Ừ, khôi à, cháy nào. Thì bác là... Đừng vào gần Min. Ôi, sao mà nhìn nó lạ. Đi mát xa chân cho Min nào. Cái đuôi nó này. Đuôi bôi thuốc vào nó lên lại được không? Đỡ hơi, nó bong mấy cái lớp đi rồi. Bôi lần nữa nhưng mà chưa bôi được. Chắc buồn ngủ thật rồi. Ăn no buồn ngủ rồi. Em thôi dừng mớ con qua bên kia đi con. Che hết tầm của ba rồi. Không nghịch nó thì nó đạp cho phát đấy. Đừng giang quá. Nó làm Min đau nhá. Tập thể dục cho Min à. Đừng có bẻ gãy chân rồi đấy. Thả đi. Thôi thả đi. Thả đi thôi. Massage thôi. Biết massage không? Vuốt vuốt thôi. Bí Min à? Không được làm thế. Massage thế này này, massage thế này này. Đấy. Chơi nào. Min, đi chơi. Min buồn ngủ rồi. Ngủ đi Min. Hôm nay ngoan nhỉ?
mấy hôm trước quậy mà tôi có ngồi im được 10 phút thế này đâu. Buồn ngủ thật đấy, là mắt lim dim thật rồi này, mắt xa thôi. Qua bên kia, vòng qua bên kia. Hey. Thương rồi nhá, thương Min rồi đấy. Thương Min thôi. Cháy quần này, cắn quần này. Ôi, xé chân đau. Xé lông chân đau như gì. Con cũng định xé lông chân vào con, vào con đánh nhá. Thôi. Đau. Cắn, xé bị ăn à? Ôi, sao thế? Làm gì thế? Chi nhột à? Không, không chi đâu. Chi nhột lắm, không chơi đâu. Không nghe. Nè, không cho nghịch bác Quân rồi đấy. Cho thương thương. Làm thế. Mình sắp ngủ rồi mà. Con bỏ tay ra cho mình ngủ đi. Chưa ngủ đâu nhỉ? Bị ngứa hả? Cứ thích xé xé xé. Con thích con. Mình cháy không? Ốm khỏi chưa? Chú Tung Bình cũng bị ốm. Hả? Tung Bình ý. Bị ốm đi tiêm luôn, đi truyền luôn. Truyền luôn, sợ không? Thôi phải mặc quần áo này, ăn cơm nhiều này mới không, mới không ốm mới được đấy, không là bị truyền. Không được làm thế nào. Thích chơi rồi. Không thích chơi đâu. Thích nằm. À, thích nằm ngủ. Nằm bế lên. Thôi ngủ đi. Thích xe 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 lung tung ấy. Thích ngồi chơi xong xe tung lung tò á. Lại nhổ lông tay. Này sao cái gì muối cắn hay sao ngứa thế chết gì. Bum. 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 Ngày nào ngoan thế này chả hay à nhỉ. Bum 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 bum. Hên suy. Hên suy mà mình nhỉ. Hên suy mà. Hên suy mình mới ngoan thế này. Ha 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 ha.
thương thật. Chó. Mình rút vào. Bấm phát là được mà. Bấm này hả? Ừ. À đấy hả? Tháo nhá. Bấm mở cái kia. Tháo thế nào? Bấm mở đấy. Ừ, nhưng mà định tháo, nghĩ là định tháo cái gì? Vẫn kệ cái bấm để hả? Ừ. Nhưng mà tháo thì bấm phát tháo xong. Sức chưa? Khỏe. Rồi ra rồi. Còn cắn nữa, thả đi. Thả rồi, xong rồi, cất rồi. Cất rồi, nè, cất rồi. Cất rồi mà. Mín, cất rồi, xong. Mà đi vứt luôn rồi mà. Cắn chơi ấy.